theo để chia sẻ với các bạn kỹ lưỡng hơn về một quy trình đầu tư hồ sơ EB-5 sẽ trải qua những bước cụ thể như thế nào và trong khoảng thời gian bao lâu, thì Huyền Nga sẽ chia sẻ về quy trình thực hiện một hồ sơ EB-5 để quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm được thật là chi tiết và rõ ràng nhé. Về quy trình xử lý một hồ sơ EB-5 thì Nga tạm chia ra là 5 bước như dưới đây. Thì quy trình này sẽ phản ánh tất cả những cái bước quan trọng mà một hồ sơ EB-5 sẽ thực hiện từ khi chúng ta đầu tư, thực hiện chuyển tiền cho tới khi chúng ta nhận được thẻ xanh 10 năm. Trong bước đầu tiên thì các anh chị có thể thấy là ở đây bước số 1 Nga đang để là chúng ta sẽ là chuyển tiền đầu tư, nộp đơn I-526 vào sở di trú USCIS. Thì trước khi chúng ta có cái bước 1 này thì chúng ta sẽ cần làm những công việc chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị để nộp đơn I-526, và thứ hai là chúng ta cần tìm hiểu rõ dự án mà chúng ta sẽ đầu tư vào thông qua chương trình EB-5. Hai cái vấn đề quan trọng, tức là chúng ta tìm hiểu dự án và chúng ta chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn I-526, thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu với hai đơn vị. Thứ nhất đó là dự án mà chúng ta sẽ đầu tư, và thứ hai đó là đơn vị luật sư mà sẽ hỗ trợ chúng ta nộp đơn I-526. Nói về đơn I-526 thì Nga sẽ giới thiệu qua để các anh chị chúng ta cùng biết, đó là đây là loại đơn để chúng ta tham gia chương trình EB-5. Đơn này là đơn I-526, và khi chúng ta được chấp thuận thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có cái thẻ xanh đầu tiên trong chương trình này, tức là thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh có điều kiện. Và điều kiện để chúng ta được chấp thuận đơn I-526 và đồng thời cũng là cái bước 2 trong cái quy trình xử lý hồ sơ EB-5 đó là gì? Thứ nhất đó là chúng ta chứng minh được cái nguồn gốc số tiền đầu tư của mình là rõ ràng. Số tiền đầu tư ở đây là bao nhiêu ạ? Đó là 900.000 đô la nếu mà chúng ta đầu tư qua trung tâm vùng, hoặc là 1 triệu 8 đô la nếu chúng ta đầu tư trực tiếp. Thì ở đây Nga có để cái thời gian dự kiến từ bước 1 cho tới bước 2, tức là từ khi chúng ta chuyển tiền đầu tư, nộp được đơn I-526 và sở di trú Mỹ, thì cho tới khi nhận được thư chấp thuận đơn I-526 này sẽ rơi vào khoảng 1,5 năm cho tới 2 năm. Thời gian này thì sẽ có cái sự dao động tùy theo từng thời kỳ. Ví dụ có thể là 2,5 năm hoặc 3 năm, hoặc có thể là nhanh hơn, thời gian 18 tháng. Và chúng ta cần thường xuyên theo dõi với sở di trú Mỹ về những cái cập nhật phê duyệt cho những cái loại đơn xử lý của họ. Và chúng ta sẽ thường xuyên theo dõi xem là với đơn I-526 thì cái cập nhật phê duyệt hiện nay là bao nhiêu tháng, cái thời gian dự kiến là khoảng bao nhiêu tháng. Hiện nay Nga đang để trung bình là khoảng 24 tháng. Vậy thì sau 24 tháng chúng ta nộp đơn và được chấp thuận I-526 rồi, thì bước tiếp theo là gì? Lúc này thì sẽ phụ thuộc vào việc là đương đơn chúng ta đang ở đâu khi đến cái bước thứ ba này. Nếu mà đương đơn, tức là người nộp đơn mà đang ở Mỹ, và thường thì nếu mà người nộp đơn đang ở Mỹ thì thường là đang ở Mỹ dưới tình trạng một cái visa không định cư khác, ví dụ như là đang làm việc, đang du học, vân vân. Thì nếu mà người nộp đơn đang ở Mỹ thì có hai lựa chọn. Người nộp đơn có thể nộp một cái loại đơn là đơn I-485 và sẽ chuyển đổi cái tình trạng từ cái visa không định cư của mình sang tình trạng thẻ xanh thông qua chương trình EB-5. Có một lựa chọn nữa, nếu như mà người nộp đơn đang ở Việt Nam. Cái này sẽ là trường hợp này sẽ là phần lớn xảy ra đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam, đúng không ạ? Hoặc là cái người đang ở Mỹ cũng có thể có một lựa chọn là chúng ta bay trở về Việt Nam để được vào trong cái tình trạng thứ hai là đương đơn đang ở Việt Nam. Vậy thì với đương đơn, với cái người trong hồ sơ, ở đây là bao gồm cả người trong hồ sơ và những người phụ thuộc đi kèm của đương đơn nha các anh chị. Thì nếu những người trong hồ sơ mà đang ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thực hiện thủ tục qua lãnh sự quán Mỹ thông qua việc nộp đơn là đơn DS-260. Như vậy là chúng ta thấy sau khi chúng ta có thư chấp thuận I-526
thì chúng ta sẽ cần tiến hành cái bước thứ ba. Và từ cái bước chấp thuận này cho tới khi chúng ta tiến hành những cái bước tiếp theo là chuyển đổi tình trạng hoặc nộp đơn qua lãnh sự quán Mỹ thì cũng sẽ có thời gian. Nó sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho tới 24 tháng kể từ khi chúng ta được chấp thuận cái đơn I-526. Và sau khi chúng ta chuyển đổi tình trạng thành công, chúng ta nộp đơn thành công và chúng ta quan trọng là chúng ta nhận được cái thư phỏng vấn nếu như chúng ta đang ở Việt Nam nha các anh chị, thì chúng ta sẽ nhận được thẻ xanh 2 năm nếu chúng ta ở Mỹ, hoặc là chúng ta sẽ nhận cái visa định cư cấp tại lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Chúng ta sẽ dùng cái visa định cư này bay sang Mỹ để nhận thẻ xanh 2 năm. Anh chị lưu ý là với chương trình EB5 thì đầu tiên chúng ta sẽ nhận thẻ xanh là thẻ xanh 2 năm. Và sau khi kết thúc thời hạn của thẻ xanh 2 năm này, và cụ thể là sau 21 tháng, thì chúng ta sẽ nộp cái đơn thứ hai trong chương trình EB5 gọi là đơn I-829. Chính vì vậy, từ bước thứ tư sang bước thứ năm thì các anh chị có thể thấy cái thời gian ở đây là 21 tháng. Và cái thời gian chuyển đổi từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm này cũng là lúc mà các nhà đầu tư có thể nhận lại cái số tiền đầu tư 900.000 đô la mà mình đã bỏ ra đầu tư khi mở hồ sơ. Như vậy là chúng ta kết thúc một cái chu trình đầu tư EB-5 kể từ khi chúng ta mở hồ sơ chuyển tiền đầu tư cho tới khi chúng ta nộp đơn để lấy thẻ xanh 10 năm. Và tất nhiên khi chúng ta nộp đơn lấy thẻ xanh 10 năm thì chúng ta sẽ cần được chấp thuận cái đơn này. Thì thẻ xanh của chúng ta sẽ từ thẻ 2 năm chuyển thành thẻ xanh vĩnh viễn, hay còn gọi nôm na là thẻ xanh 10 năm. Và khi mà kết thúc một quá trình đầu tư EB-5, chúng ta sẽ vừa nhận được thẻ xanh vĩnh viễn và nhận lại được hoàn tiền số tiền đầu tư 900.000 đô la. Thank you.